cho anh đau đau phai pha. Đừng lừa dối, có tin anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Em không thể buông. Gạt nước mắt yêu đi đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã qua che lớp. Đừng có quay đau từ kia. Nếu mà đó vẫn rời thì em mong baby. TH2T thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Mượn câu của Sơn Tùng này. Tay đâu. Wow, welcome back bro. Chào mừng Sơn Tùng NTP trở lại với Việt Nam Idol sau 10 năm. Mối lương duyên này không bao giờ có thể cắt đứt được. Và chắc chắn là trở lại đây ngày hôm nay với những khuôn mặt quen thuộc và cả những gương mặt rất mới. Nhiều cảm xúc lắm đúng không Tùng? Dạ vâng, chính xác anh ạ. Rất là nhiều cảm xúc. Và lời đầu tiên có lẽ cho Tùng xin phép gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo, đến anh, đến tất cả những khán giả đã có mặt trong buổi tối hôm nay và tất cả những ai đang theo dõi chương trình Việt Nam Idol qua màn ảnh nhỏ. Lời chào trân trọng và thân thương nhất. Và giây phút này Tùng thực sự cảm thấy rất là xúc động và Tùng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất dành đến cho Việt Nam Idol, tại vì đã cho Tùng có một cơ hội được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, được sống lại khoảnh khắc mà Tùng đã từng có với Việt Nam Idol. Và em ở ngày hôm qua vào năm 20 bao nhiêu ta, em nhớ là 10 năm trước thì phải, 10 năm trước. Và thực sự là đứng trên sân khấu này Tùng đang cảm thấy rất là xúc động và Tùng rất là biết ơn những gì mà Tùng đã và đang có cho đến tận giờ phút ngày hôm nay. Tùng cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trong khoảnh khắc này Tùng cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến một trong những người anh, người thầy đầu tiên trong cuộc đời của Tùng, đó là nhạc sĩ Huy Tuấn ạ.
Không anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ có Sơn Tùng MTP của ngày hôm nay. Em cảm ơn anh rất nhiều. Và trong ngày khác này, thực sự là Tùng cũng muốn thủ thỉ và chia sẻ đôi điều với các bạn thí sinh. Tùng nghĩ là bước vào đêm chung kết ngày hôm nay thì chắc là chúng ta không cần phải nói quá nhiều về tài năng hay là một cái sự gọi là quá là nổi trội các bạn nữa, tại vì nó quá là rõ ràng rồi. Không như ông Tùng trượt ngay vòng gửi xe, nghe chán lắm. Có vẻ như trượt từ vòng gửi xe sẽ khiến cho chúng ta có trở thành những ngôi sao hàng đầu hay sao? Cái đấy thì em không nhận nhá. Đông Nhi cũng nói thế. Em nghĩ chắc là thôi mình không có duyên với cuộc thi thôi anh ạ. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì tất cả những gì mà các bạn thể hiện nó quá là tuyệt vời. Và hôm nay Tùng nghĩ là dù kết quả đêm nay có như thế nào chăng nữa thì tất cả các bạn cũng đã là những người chiến thắng trong lòng của tất cả khán giả ở đây, đúng không ạ? Vâng ạ, và hơn nữa có một cái điều mà Tùng thực sự rất là ngưỡng mộ, đó là sự chiến thắng của chính của bản thân mình. Và Tùng nghĩ rằng ở trong đó thì chắc chắn sẽ có một vài bạn tự hỏi bản thân mình rằng không hiểu tại sao mình có thể bước được vào vòng chung kết như thế này. Đó, và Tùng nghĩ rằng sự chiến thắng bản thân mới là điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Vâng ạ, và Tùng nghĩ rằng đêm nay thực ra không phải là đêm chung kết, đêm nay là đêm vinh danh dành đến cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta. Sau bằng đấy những sự nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra thì đêm nay là đêm của các bạn. Và Tùng mong rằng các bạn sẽ mãi giữ cho mình được sự nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và kế thừa được những cái tinh thần tuyệt vời và những cái bài học vô cùng giá trị trong suốt một cuộc hành trình với Việt Nam Idol, và sau đó tìm được chính bản thân mình và tạo ra thật nhiều những điều tuyệt vời dành đến cho tất cả khán giả, và đặc biệt là những ai đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ các bạn từ những ngày đầu tiên, tại vì họ xứng đáng với điều đấy ạ. Cảm ơn rất là nhiều, và Tùng xin chúc những sự may mắn đến với tất cả các bạn. Và cuối cùng là một câu nói mà Tùng luôn nói ở bất cứ nơi đâu và Tùng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, mà câu ngắn thôi, đó là: xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tùng MTP, cảm ơn rất nhiều. Sơn Tùng MTP, thưa quý vị, xin được cảm ơn. Cảm ơn ạ.